Đây là nồi bánh chưng mà má đã làm. Hai nồi bự luôn. Cho nên rất tò mò cho má có biết có gì nè. Giờ tôi sẽ lấy cái cây nè, mở nắp ra thử. Nè. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nấu bánh chưng á, hấp dẫn quá. Cái này thì bao giờ chín nhỉ? Hơi dở quá, người nó cũng làm được cả. Ấm quá, ngồi đây ấm. Tuy là không khí không lạnh lắm nhưng mà ngồi đây thật là ấm. Đây thì là hai con bò mẹ và con bò con. Má đã rất vất vả khi mà vừa lấy cỏ cho bò ăn, vừa làm mọi thứ, lại còn nấu bánh chưng nữa. Má của Era thật là tuyệt vời. Bánh chưng thơm phức luôn. Đây là cái khung cảnh làng quê sáng sớm của Era. Ở mấy bà không biết đâu, tôi ghiền luôn á. Khung cảnh làng quê sáng sớm yên bình cực kỳ. Đằng sau nha là ruộng đồng bao la, xa xa còn có núi nữa, nhìn không ghiền thôi luôn á. Đó, mọi người có chỗ thấy cái cây đó không? Đó là nơi tôi đi câu cá. Cần cái bụi tre này nè, thấy không? Cái bụi tre tâm linh mà Era nói, như tôi đâu có sợ đâu. Thấy nói chung là giờ nó cũng bình thường hả. Ở đây có hai đứa đi cái câu cá nè. Nhiều chưa, chắc tôi phải lấy cái mồi để đi câu với tụi nó quá. Thôi được rồi ha, tới đây thôi ha. Nắng quá. Nắng quá nhỉ. Đã quá. Ba giờ là má sẽ lấy bánh chưng ra. Phía kia là nhà mình kìa, tại vì miếng kia là mình nhìn được. Bên đây là mình là cái nơi mà mình tối nhìn thấy đó. Đã quá.
Nếu mà mình lên nhà ngoại là mình sẽ lên núi đúng không? Hay là lên nhà cô Sáu mới lên núi? Ồ, muốn lên nhà cô Sáu quá. Ôi, con đường làng là đáng yêu, dễ thương. Rung dễ sợ luôn. Ô mọi người ở đây không đỡ nó hiểm, chỉ đỡ nó lá thôi. Ô đảo gió làm cho cọ cho lúa rào rạc, thích cái tông thanh đó quá. Ủa vừa quá trời trái luôn á, vừa thấp nha mà quá trời trái luôn. Nó không ô, cái dừa này giống nhà anh quá, nó cao chót vót luôn, không ai hái được bởi vì nó quá cao. Đâu có, người ta hái được bình thường luôn á. Vậy hả? Quê anh người ta có những cái dây người ta leo lên cây dừa. Cái đó phải gọi người thì mới được. Đây là bánh tét và bánh chưng má nấu nè. Bánh tét của má. Đây là bánh chưng, đây là bánh tét. Đảo quá. Để em đút cho anh miếng nha. Dạ. Ok, đợi em xíu để em lấy cái miếng bánh ra. Đây,